Chào các bạn, hãy xem video này nếu các bạn thắc mắc về thu nhập của các kênh YouTube. Mình sẽ giải đáp thắc mắc này cho các bạn. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Trước khi mình review các kênh thì mình có một số vấn đề cần các bạn biết. Một, mình review dựa trên cảm nhận, hiểu biết của mình và không nói xấu, bôi nhọ một cá nhân tập thể nào. Hai, mình review thu nhập dựa trên sự đánh giá của một trang Social Blend, không tự đặt ra các con số thu nhập của các kênh để mình review. Cuối cùng, hãy bấm thích và chia sẻ video của mình để các bạn khác cùng biết đến. Khi vào trong cái kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi thì chúng ta sẽ thấy cái banner kênh được thiết kế khá là đẹp mắt và thu hút khán giả và có lời kêu gọi đăng ký kênh hai các anh chị các bạn. Và kênh Quang Linh Vlog là kênh có 3.790.000 người đăng ký. Lượng video upload trên kênh khoảng là 1.300 video. Đây là tất cả các video có trên kênh Quang Linh Vlog. Những video được đăng trên kênh Quang Linh Vlog được quay với chất lượng hình ảnh khá là tốt, âm thanh rõ ràng. Những cái video này chia sẻ cuộc sống hàng ngày của team Quang Linh Vlog ở châu Phi ha các anh chị các bạn. Đây là tất cả video có trên kênh. Những video này được thiết kế những cái thumbnail rất là đơn giản nhưng thu hút khán giả rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần phổ biến của kênh. Trong phần phổ biến của kênh thì chúng ta sẽ thấy có một video đạt được 9,7 triệu lượt xem cách đây 3 năm. Đây cũng là video đạt được view cao nhất của kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần giới thiệu kênh. Phần giới thiệu của kênh thì chúng ta sẽ thấy là để các sản phẩm Quang Linh bán, đường link liên kết thì chúng ta sẽ thấy kênh được liên kết với fanpage của chủ kênh, Facebook của chủ kênh. Và chi tiết thì chúng ta sẽ thấy kênh được đặt tại vị trí là Hoa Kỳ. Kênh tham gia YouTube vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, cách đây là 6 năm. Tổng lượt view có trên kênh đó là 1.296.928.129 lượt xem. Và số lượng video upload thực tế trên kênh đó là 1.395 video. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần Social Blend xem Social Blend đánh giá cái kênh Quang Linh Vlog này như thế nào. Social Blend đánh giá kênh Quang Linh Vlog đặt B+. Cách đây 30 ngày kênh có thêm 20.000 người đăng ký, tăng là 100%. Lượng view cách đây 30 ngày đó là 13.481.000 view, tăng 1,7%. Số lượng người đăng ký cách đây một tuần đó là 10.000 người. Và số lượng view trong vòng một tuần đó là 2.680.324 view. Và ngoài ra Social Blend còn ghi nhận cái khoản thu nhập trung bình hàng tháng và trung bình hàng năm của cái kênh Quang Linh Vlog này. Trung bình hàng tháng thì kênh này kiếm dao động khoảng từ 3.400 cho đến 53.900 đô. Và trung bình hàng năm thì kênh này kiếm khoảng từ 40.400 đô cho đến 647.100 đô. Và bây giờ chúng ta sẽ tính thử với lượng view là 2.680.000 này thì một tuần thì kênh Quang Linh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng ta lấy 2.680.000 view. Chúng ta chia cho 1.000. Và lượng view này là lượng view đến đa phần ở Việt Nam thì chúng ta sẽ nhân cho RPM của Việt Nam là 0,65 bằng là 1.742 đô. Chúng ta nhân cho 24.000 mệnh giá 1 đô thì kênh này tuần vừa qua kiếm được là 41.808.000 và số tiền này là thu nhập một tuần với RPM của Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta tính trung bình một tháng của cái kênh này với lượng view là 13.481.000 view này. 13.481 chia 1.000 nhân RPM, vì lượng view đa phần là đến từ Việt Nam nhân là 0,65, lại số tiền kiếm được là 8.762,65 đô. Dao động trong khoảng này ha các anh chị bạn, trong khoảng trung bình một tháng của Social Land ghi nhận. Và bây giờ quy đổi ra tiền Việt nhân cho 24.000
mệnh giá trung bình 1 đô thì kênh này sẽ kiếm được là 210 triệu 303 ngàn 600 đồng, và số tiền này là kiếm được một tháng. Nếu các anh chị các bạn thích những video chia sẻ về cuộc sống châu Phi thì các anh chị các bạn có thể đăng ký kênh Quang Linh Vlog để ủng hộ bạn này. Thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ tính trung bình hàng năm, vì Social Land không ghi nhận tổng lượng view một năm nên chúng ta sẽ lấy tính trung bình dựa trên số lượng tiền dao động của một năm ha các anh chị các bạn. Chúng ta lấy 40.000 400 đô cộng cho 674.100 đô, 47.100 đô chia cho 2 nhân cho 24.000 mệnh giá trung bình 1 đô thì kênh này sẽ kiếm được là 8 tỷ 250 triệu, và số tiền này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn dựa vào chất lượng quảng cáo. Và mình tính ra số tiền này là dựa vào dao động của số tiền đánh giá một năm của Social Land ha các anh chị bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào kênh Hankali, chúng ta sẽ xem coi kênh này được đánh giá như thế nào ha. Giờ vào trong kênh Hankali, chúng ta sẽ thấy kênh chưa thiết kế cái banner kênh nên chưa thu hút khán giả lắm ha các anh chị các bạn. Kênh Hankali là kênh có 351.000 người đăng ký. Số lượng video upload trên kênh đó là khoảng là 2.300 video. Đây là tất cả các video trên kênh Hankali. Và kênh Hankali chia sẻ cuộc sống hàng ngày và công tác thiện nguyện ha các anh chị các bạn. Những cái video trên kênh Hankali quay với chất lượng hình ảnh khá cao và âm thanh rõ ràng. Những cái video trên kênh Hankali chưa được thiết kế những cái thumbnail nhằm thu hút khán giả nhiều hơn. Đây là tất cả các video có trên kênh Hankali. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần phổ biến. Trong phần phổ biến Hankali thì chúng ta sẽ thấy có một video đạt được 1 triệu 8 lượt xem cách đây 3 năm. Đây cũng là video đạt được view cao nhất của cái kênh Hankali. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần giới thiệu. Thì phần giới thiệu chúng ta sẽ thấy là bỏ trống chi tiết kênh, thì chúng ta sẽ thấy kênh được đặt tại Hoa Kỳ. Kênh tham gia YouTube vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, cách đây là 5 năm, và lượng view có trên kênh đó là 236 triệu 381 ngàn 969 lượt xem. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần Social Land xem coi Social Land đánh giá cái kênh Hankali này như thế nào. Trong phần Social Land đánh giá kênh Hankali đạt loại B, cách đây 30 ngày kênh có thêm là 4.000 người đăng ký, giảm đi 20%. Lượng view cách đây một tháng đó là 3 triệu 452.000 view, giảm đi 17,1%. Số lượng người đăng ký cách đây một tuần là 0, và lượng view cách đây một tuần đó là 652.528 lượt view trên tổng video có trên kênh. Ngoài ra, Social Land còn ghi nhận cái thu nhập đánh giá trung bình. Thu nhập trung bình của cái kênh này hàng tháng dao động khoảng 863 đô cho đến 13.800 đô, và thu nhập trung bình hàng năm đó là từ 10.400 đô cho đến 165.700 đô. Bây giờ chúng ta sẽ quy ra tiền Việt thử xem cái kênh Hankali này kiếm được bao nhiêu trung bình hàng tháng và trung bình hàng năm hết anh chị bạn. Chúng ta lấy 863 đô, chúng ta cộng cho 13.800 đô, chúng ta chia cho 2 thì kênh này sẽ kiếm được là 7.331,5 đô. Quy đổi ra tiền Việt thì chúng ta sẽ phải nhân cho 24.000 mệnh giá trung bình 1 đô, thì kênh này sẽ kiếm được là 175 triệu 956.000, và số tiền này là số tiền trung bình kiếm được trong vòng một tháng, trung bình một tháng các anh chị bạn. Số tiền này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn dựa vào chất lượng quảng cáo và trừ đi các chi phí làm video khác các anh chị bạn. Rồi nếu các anh chị các bạn thích những cái video của kênh Hankali thì các anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ bạn này. Và tiếp theo chúng ta sẽ tính trung bình hàng năm dựa trên sự đánh giá của Social Land. 10.400 đô cộng cho 165.700 đô, chia cho 2 ra mức trung bình hàng năm, nhân cho 24.000 mà giá trung bình 1 đô, thì kênh này sẽ kiếm được là 2 tỷ 133 triệu 200 ngàn, và số tiền này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn dựa vào chất lượng quảng cáo và trừ đi các chi phí. Và
thuế khác ha các anh chị các bạn. Nếu các anh chị các bạn thích mình review những kênh nào thì các anh chị các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ là người review cho các anh chị các bạn. Đặc biệt các anh chị các bạn hãy cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình. Cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều.